Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, và tôi là Xuân Hùng sẽ đồng hành cùng quý vị. Thưa quý vị và các bạn, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị và các bạn một số chính sách mới liên quan trực tiếp tới đời sống nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Có cần làm lại sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực? Theo Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 thì sổ đỏ, sổ hồng sẽ có tên gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Căn cứ Điều 256 Luật Đất đai 2024 về giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai thì những loại giấy tờ được cấp trước tháng 8 năm 2024 vẫn có giá trị pháp lý và không phải cấp đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp người đã được cấp giấy chứng nhận, trừ trường hợp có nhu cầu gộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công ty xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Như vậy, sổ đỏ cấp trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 vẫn có giá trị pháp lý và không bắt buộc phải đổi lại. Trường hợp 1, đất chưa có sổ đỏ, sổ hồng. Trường hợp 2, đất đang có tranh chấp chưa được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của tòa án, quyết định phán quyết của trọng tài chưa có hiệu lực. Trường hợp 3, quyền sử dụng đất đang bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp khác để đảm bảo thi hành án dân sự. Trường hợp 4, đất đã hết thời hạn sử dụng. Trường hợp 5, quyền sử dụng đất bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trường hợp 6, tổ chức kinh tế mua đất, rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân. Trường hợp 7, cá nhân không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng mua đất ở và đất khác trong khu vực rừng phòng hộ, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng. Trường hợp 8, tổ chức cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam, định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà pháp luật không cho phép mua đất. Luật Đất đai năm 2024 cũng quy định người dân được đền bù đất nông nghiệp cũng sẽ được hưởng thêm một số khoản chi phí như chi phí hỗ trợ di dời vật nuôi, chi phí hỗ trợ tháo dỡ, di dời tài sản gắn liền với đất. Bên cạnh đó, theo Luật Đất đai năm 2024, người dân cũng sẽ được hưởng thêm rất nhiều quyền lợi về bồi thường, đền bù tái định cư khi bị thu hồi đất. Cụ thể, căn cứ theo khoản 6 điều 111 Luật Đất đai năm 2024, người dân bị thu hồi đất nông nghiệp mà đủ điều kiện được bồi thường mà có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở thì sẽ được bồi thường bằng đất hoặc nhà ở tái định cư. Theo khoản 5 điều 91 Luật Đất đai năm 2024, người dân cũng hưởng thêm quyền lợi mới nữa, đó là người dân được bố trí tái định cư xong mới được ra quyết định thu hồi đất. Cùng với đó, theo khoản 4 điều 111 Luật Đất đai năm 2024, nếu hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng sống trên một thửa đất bị thu hồi mà đủ điều kiện để tách thành từng hộ riêng hoặc có nhiều hộ gia đình chung quyền sử dụng một thửa đất bị thu hồi mà diện tích đất được bồi thường không đủ để giao riêng cho từng hộ gia đình thì sẽ được xem xét hỗ trợ giao đất ở, có thu tiền sử dụng đất, bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở đối với các hộ gia đình còn thiếu. Luật Đất đai quy định đất được nhà nước giao cho thuê cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao trên thực địa hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án sẽ bị thu hồi. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng, chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho nhà nước khoản tiền tương ứng. Hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi mà không bồi thường. Khi nhận sổ đỏ, người đi nhận kết quả mang theo các giấy tờ tài liệu sau đây. Đối với người nhận kết quả là người trực tiếp thực hiện thủ tục xin cấp và đứng tên trên giấy chứng nhận. Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng. Phiếu hẹn, giấy hẹn trả kết quả. Đối với người nhận kết quả là người được ủy quyền nhận kết quả. Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người nhận ủy quyền, phiếu hẹn, giấy hẹn trả kết quả. Văn bản ủy quyền theo quy định, văn bản ủy quyền thể hiện rõ nội dung ủy quyền của mình. Văn bản này phải được công chứng hoặc chứng thực. Thông thường để tránh rủi ro, văn bản ủy quyền công chứng cần chú ý đến điều khoản thời hạn ủy quyền. Việc bàn giao sổ đỏ sau khi nhận kết quả có hay không có thủ lao công chứng.
Luật đất đai quy định đất được nhà nước giao cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao trên thực địa, hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án sẽ bị thu hồi. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng, chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho nhà nước khoản tiền tương ứng. Hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi mà không bồi thường. Ngày 7 tháng 7 năm 2024, tỉnh Hưng Yên khởi công dự án đường Tân Phúc - Võng Phan, giao DT378 với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 28,1 km, được thực hiện trên địa bàn của 14 xã thuộc 3 huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Trong đó, hướng tuyến nhánh chính bám theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng các huyện Ân Thi, Phù Cử, Tiên Lữ và nhánh kết nối đường dẫn cầu La Tiến. Liên danh các nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Vina Delta, Công ty Cổ phần Lizen, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Mekong, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hàng không 647. Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan đoạn qua địa bàn huyện Ân Thi có chiều dài khoảng 13,85 km, đi qua 7 xã gồm Tân Phúc, Hoàng Hoa Thám, Văn Nhuệ, Đa Lộc, Nguyễn Trãi, Tiền Phong, Hạ Lễ. Diện tích cần phải giải phóng mặt bằng là 84 ha, trong đó đất lúa 63 ha, đất ở 2,5 ha. Tại huyện Phù Cử, dự án đi qua có chiều dài 11,55 km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 63,9 ha, trong đó đất lúa 39,1 ha, đất ở 3,2 ha, đất nuôi trồng thủy sản trên 2 ha, đất nghĩa trang 0,8 ha, đất công do Ủy ban Nhân dân xã quản lý 19,3 ha. Dự án Tân Phúc - Võng Phan đi qua địa bàn huyện Tiên Lữ khoảng 4,5 km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 27 ha của 206 hộ gia đình. Trong đó đất lúa 17,8 ha, đất ở 1,9 ha, đất nghĩa trang 0,3 ha, đất khác 7 ha. Tổng diện tích đã thu hồi 24,9 ha trên 27 ha, đạt khoảng 92,4%. Thời gian qua, các huyện có dự án đi qua đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của dự án, tạo sự đồng thuận cao trong việc bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, bố trí vị trí tái định cư cho các hộ dân trong diện phải giải tỏa, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng công trình, chú trọng an toàn lao động, an toàn giao thông, xây dựng lịch trình kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục thi công, phấn đấu hoàn thành sớm các dự án để đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án xây dựng đường bên đoạn km 19 640 giao quốc lộ 38B đến km 24 240 giao quốc lộ 39, tiếp giáp tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc cầu rẽ Ninh Bình đoạn qua thành phố Hưng Yên với tổng mức đầu tư 630 tỷ đồng. Hiện tại, gói thầu số 01 thi công xây lắp công trình có giá 448,31 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 540 ngày đang được đấu thầu rộng rãi qua mạng, dự kiến mở thầu vào 9 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2024. Dự án có tổng chiều dài tuyến 9,2 km. Mục tiêu đầu tư nhằm hoàn thiện toàn bộ tuyến đường bên của đường bộ nối hai cao tốc, nâng cao năng lực khai thác của tuyến đường, thuận lợi trong giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, đồng thời hoàn thiện quy hoạch giao thông khu Đại học Phố Hiến.